Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay thì để mình khoe với các bạn một cái chỗ mình cũng mới làm thôi. Đó chính là một cái căn phòng thí nghiệm mini. Và trong đây có một cái vật chuẩn bị để mình làm thí nghiệm nè. Cho nó trong đó đi, mình không có đụng chạm vô nó đâu. Ui lủng lỗ lủng lóc. Phá lại. Quý hồi nãy mình sẽ thiếu hả? Phá lại không thôi, nó bay chỗ khác là không có bắt lại dễ đâu á. Con này bắt khó lắm. Rồi, và tạm thời thì để cái con vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm mini của mình đi nha. Mình sẽ trở lại vô trong nhà để chuẩn bị một vài thứ cần thiết trước cái đã. Bộ giáp Phantom hôm qua mình mới chế tạo. Tuy là nó có cái độ bền rất là cao, nhưng mà sau một thời gian sử dụng nó cũng bắt đầu hư rồi. Thành thử ra mình sẽ thử cường hóa nó xong. Nếu mà thiếu dòng chậm hỏng thì mình sẽ ép thêm vô. Sao? Đầu tiên là mình sẽ cường hóa lần lượt từng bộ phận trước đi. Trời ơi, cái đây là cái áo có chậm hỏng rồi nè. Bảo vệ 4 luôn hả? Cần nhắc. Lấy bảo vệ đi. Hy vọng là ngoài bảo vệ nó sẽ cho mình. Yes, nó cho mình thêm chậm hỏng. Quá đã. Nón lại bảo vệ nữa nè. Ui sao hôm nay mình hên vậy ta. Làm thêm cái áo coi. Ui, có thêm gai luôn. Như vậy chắc mau hư lắm đây. Nhưng mà nó có chầm hỏng thì cũng đỡ ha. Rồi. Ui, cái cuối thì không có. Chầm hỏng 3 nè. Thử nha, thử chầm hỏng 3. Rồi luôn, không có bảo vệ luôn. Để mình tìm một cái món giáp nào có bảo vệ mình ép vô mới được. Bảo vệ 2. Hai cái ghép lại bảo vệ 3 nè. Có cái nào bảo vệ xịn hơn nữa không? Toàn bảo vệ 2 không vậy? Come on man. Bảo vệ 3 nè. Có bảo vệ 4 không? Có vẻ là bảo vệ 3 là cái. Ở đây có bảo vệ 4 nè. Có cả chầm hỏng luôn. Tốt quá. Cuối cùng cũng tìm ra cái giáp có đủ hai cái dòng mình cần. Chờ vô. Sau đó ép vào cái nón. Như thế này. Vậy là được, bảo vệ 4 luôn nha. Nhưng mà nó sẽ có thêm dòng gai hơi khó chịu một xíu thôi. Rồi, và tóm lại thì cái set đồ của mình sau khi cường hóa thì nó đã tương đối là tốt rồi đó. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình có mục tiêu là phải tìm cho bằng được cái con tên là Mungus. Cái con này là một mắt à. Có cái mũi nhìn khá là ngầu nghỉnh á. Có một chòm tóc ở phía trên đây nè, nhìn rất là ngộ luôn. Và hôm nay thì mình sẽ gán tìm cái con này. Theo như kiến thức mà trong cái cuốn sách này nó ghi á, thì cái con Mungus đó nó sẽ ở cái vùng Mushroom, tức là cái vùng núm á. Để mình tìm coi. Theo như trí nhớ của mình thì vùng núm gần nhà mình cũng có. Theo như mình nhớ là vậy. Và mình cần phải bay một đoạn đường khá là xa đấy. Từ chỗ mình nè, bay xuyên qua cái làng, rồi xuyên qua một vùng đất nữa thì mới tới hay sao á. Để mình đi trở lại đó coi có chính xác hay không nha. Tại vì lúc mới vào thì mình đã từng gặp một lần rồi. Mình nhớ mãi tới bây giờ. Không biết có chuẩn hay không nữa. Rồi chuẩn luôn. Tới rồi nè. Và cái vùng này thì nó không có được to. Mình không biết là nó có cái con Mungus đó hay không. Phải chịu khó tìm thôi. Hy vọng là tìm được ha. Ui ban đêm còn có người nấm nữa nè. Wow. Ê, Ripper. Đi ra chỗ khác. Ripper. Zombie. Cái tôi ngon đụng vô người nấm đi. Khô máu luôn á. Hôm nay mình qua đây mình bảo kê mấy người dân ở đây cho. Ôi, người nấm này cầm khiên luôn nè. Có đỡ đồ được không? Còn có găng tay đấm bóc nữa nha. Ủa, cái này mình đụng vô cho quýnh mình phù mỏ luôn quá. Thôi không có cà khịa ha. Sao cái nấm này nó phát ra cái gì á? Ui, nấm này nó phát ra cái luồng khói màu rất là lạ ha. Rồi. Và cái vấn đề là nãy giờ mình vẫn chưa gặp cái con gọi là Mungus. Và bên đây có cái người nấm bình thường à, người nấm mini. Hay là người nấm nó không xuất hiện vào ban đêm ta? Cũng có thể lắm đấy chứ.
mình sẽ thử tìm một loạt xung quanh khu vực này vào ban ngày trước á, nếu mà không gặp thì đợi trời sáng mình quay lại mình tìm sao. Nè, toxic mushrooms. Ủa cái người này có độc hay sao á? Toxic. Ui, phantom, phantom. Mình quên mất là hổm gà mình quên đi ngủ. Mình mê đi khám phá quá, mình quên mất cái vụ đi ngủ nữa. Thành thử ra bây giờ mấy con phantom nó cứ xuất hiện liên tục. Cù may mắn. Ấy, ủa sao hết rồi? Hồi nãy mình thấy con cù này có hiệu ứng may mắn nè. Ủa sao mặt đen nó, mặt nó đen thế ta? Cụ ở đây cái mặt nó đen thui thù lùi à. Rồi và tóm lại thì đi một vòng từ nãy tới giờ mình vẫn không có gặp được cái con tên là Mungus ha. Và đây là một cái vùng đảo nấm khác nè. Khi tới đây thì trời nó cũng đã sáng rồi. Mình sẽ kiểm tra thử coi liệu rằng ban ngày á thì cái con Mungus đó nó có xuất hiện hay không ha. Mình kiếm nãy giờ vẫn chưa thấy nè. Nghi lắm. Mình nghi là không thấy được rồi. Toàn là bò gì? Cừu nấm thôi. Toàn rồi. Toàn thật rồi. Hết rồi. Cái vùng đất nấm này cũng nhỏ thôi. Sugana vậy ta? Có đi. Oh no, không có luôn. Buồn vậy fan. Quá tam ba bận nha. Vùng đất nấm thứ 3 trong ngày rồi đó. Không gặp nữa là hiểu số phận của mình rồi. Ở đó có những con hồng hạt. Không, bây giờ mình cần là những con Mungus chứ không phải là hồng hạt. Mungus, xuất hiện đi. Xuất hiện đi nào. Mungus. Cái con đó nó màu hơi tím tím á, nên mình sẽ để ý một xíu. Ôi, trên núi có cái nhà. Úi. Ui, trên núi có cái nhà của cái bác đó là bác Gatekeeper hay sao á. Rồi mình khám phá xong cái khúc này đi. Ví dụ không có mình lửa lên nhà bác đó, mình hỏi thăm sức khỏe bác đó. Mungus, xuất hiện đi. Bli. Rồi luôn. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng luôn. Chứ không có gặp con Mungus đâu. Ui giời ơi. Dùng đất nấm thứ 3 rồi đó. Chữ hô luôn. Có vẻ tỷ lệ gặp được cái con Mungus đó rất là thấp ha. Bảo sao từ đầu game tới giờ mình không gặp được nó. Hey. Thôi đi, coi như không có duyên rồi. Chắc mình... Ôi, cái vùng này bự nha. Chưa bỏ cuộc được. Cứ tìm thôi, cái vùng này bự lắm. Cái vùng này bự cực. Cứ tìm thôi. Nhưng mà tìm xong thì cũng không có thấy luôn. Quá nhỏ rồi. Mình cứ nghĩ là con này cũng không khó tìm. Nhưng mà không, con này khó tìm cực kỳ. Đã qua ba vùng đất nấm khác nhau rồi đó mà không thấy được nó. Đây là cái bác giữ cổng á, Gatekeeper. Bán chìa khóa. Trong nhà sao có nhà bác này kỹ ta, không có đồ đạc xỉn nhờ. Cổng bác đâu? Bác giữ cổng mà. Cái cổng của bác, à hình như cổng để bên đây hay sao á. Ờ chuẩn luôn. Cổng để bên đây gì là không có đồ rồi. Rồi đi xuống thôi. Tưởng đâu trong nhà bác này có ít đồ, mình vô mình bỏ túi về nhà chơi mà. Nhưng không có thì thôi, mình cũng không làm khó bác đó làm gì ha. Kệ, bây giờ mình sẽ xả xuôi một xíu, mình đi ra vùng khác mình khám phá đi. Tại vì thông thường mình tìm cái gì là y như rằng cái đó nó sẽ trốn á. Và con Mungus cũng vậy, mình tìm nó nên nó trốn đâu mất tiêu rồi. Sugana thiệt. Đây. Lại gặp thêm cái vùng đất nấm nè. Bây giờ giả bộ nó xuất hiện đi. Ê! Really?
Kim tự tháp nấm nè, lần đầu tiên mình gặp kim tự tháp nấm luôn. Chu cho à, xây bằng nấm hết luôn nha, full nấm luôn. Ơi để coi ơi. Ui nghe tiếng quái, nghe tiếng quái. Mình nghe tiếng quái nha. Để coi bảy nó văng kiểu gì đây. Ủa sao cái này giống như cái hồ thủy sinh vậy? Có nuôi cá nữa nè. Có đặt miệng ở dưới không? Để mình xuống dưới mình kiểm tra thử. Ở dưới này mình thấy không có TNT. Kim tự tháp này tốt ghê, không có gài bẫy mình. Đúng là một cái kim tự tháp tốt lành mà. Đồ cũng cho tương đối ha, hai cái giáp ngựa kim cương luôn. Được. Một cuốn sách bảo vệ khỏi sát thương khi rơi, lại là trứng rồng lửa mình đã mới nhặt hôm qua rồi. Hết rồi. Ui đây đây còn cái rương nữa. Một cái lá cờ. Hình như cái lá cờ này là hình một cái ngọn núi hay là một cái kim tự tháp gì đó ha. Ok. Lấy lại thôi nào. Ủa sao đập cái banner lâu vậy ta? Đây rồi. Xong. Như vậy thì cũng được một ít đồ từ cái kim tự tháp nấm này ha. Ui và hôm nay là một đêm trắng máu rồi. Có điềm, có điềm. Ý, đây lại là một cái người nấm khác nữa nè. 100 máu. What the hell. Thiệt luôn. Đấm nhau không? Đấm nhau không? Đâu, vô, vô. Đấm nhau. Vô. Ui, ui. Người nấm này quýnh một phát mình bị tùm lum hiệu ứng luôn kìa. Toxic Room gì kìa. Đấm nhau, đấm nhau. Solo BK. Đánh nhau như hai người đàn ông luôn. Vô, 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 vô. Ui, 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 ui. Sao chóng mặt vậy? Vô, 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 vô. Vô, đấm nhau, đấm nhau. Đấm nhau, đấm, đấm nhau. Vô. Chùm cà kìa. Không có sợ đâu. Vô, 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 vô. Ui, ui, chóng mặt, chóng mặt. Ui, ui, trời, 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 trời. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Ui, 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 ui. Xoay mông mông rồi. Mình không muốn giết cái thanh niên đó đâu. Tại vì thanh niên đó bình thường không có đánh mình á. Tại mình. Ui, phantom, phantom, phantom. Tại mình thích, thích cà khệ vậy thôi chứ mình không có ý gì hết á. Mình cà khệ chứ mình không có sát hại đâu ha. Để ông tôi nghiệp quật á. Cái gì chứ nghiệp quật mau lắm. Tốt nhất là chỉ khịa thôi ha, chứ không có sát sát sanh. Rồi và để mình tập trung mình nhìn xung quanh coi có con Mungus nào không. Cái thí nghiệm này sẽ không bao giờ thành công nếu như mình không có con Mungus đó. Nên mình phải nỗ lực tìm nó cho bằng được mới được. Khổ ghê á. Trên hành trình tìm những đảo nấm kế tiếp thì mình gặp một cái. Con này là con gì á? Hình như là đây là cây ăn thịt người phiên bản biết di chuyển hay sao ấy. What? Ôi. Nó văng ra những cái cây gì nè. Láo tét. Láo tét. Một. Rồi nó bị cây ăn thịt người cá ếch rồi. Chơi mà chơi cá ếch. Chơi mà chơi cá ếch. Chơi mà chơi cá ếch. Tự đánh mà ăn. Trời ơi. Công mình quýnh cho yếu. Cái cây ăn thịt người cá ếch mạng của mình luôn. Thiệt luôn á chứ. Chơi lại thiệt. Rồi ở đằng kia có con tinh tinh hay gì cả. Ui sao nhìn nó đen đen ta. Mình lấy cuốn sách ra mình coi coi. Hình như đó là con tinh tinh đó. Oh no. Tinh tinh có cà khịa mình không? Lần đầu mình gặp tinh tinh trong đây nên mình cũng hơi bỡ ngỡ. Hey yo what's up guy. Ui ui ui. Vậy đây muốn chiến cái gì? Như nào? Cứ nhìn nhìn mình kiểu khinh khinh mình hay sao ta nhìn. Ngon đứng dậy vô ngực cái nữa là quýnh nhau đó. Không nhịn đâu á. Ok biết điều ấy được. Tạm chấp nhận nhưng mà nhìn mặt hơi hơi quạo nha. Ui kìa kìa kìa. Thích thích vô ngực không? Thích vô ngực không? Ui đến bắt được em. Ý. Tinh tinh ngon. Ui cây gan thật người. Ngon trèo cây đi. Ý. Tinh tinh biết trèo cây không? Ui trời ơi. Dễ gì mà biết trèo cây. Dễ gì mà biết trèo cây. Thôi chạy 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 chạy. Kìa một chút thì vui. Kìa nhiều chút thì bị quýnh gán chịu quá. Ủa ở đây là còn có cái. Ui cái này là cái hoang thịt người sao á.
Ồ, cái này là từ từ cái con kia. Ui, nó bắn ra độc luôn cơ. Cây này nguy hiểm, cây này nguy hiểm. Mình phải tiêu diệt nó. Từ cái con này triệu hồi nè. Đó đó đó. Ghê chưa? Này thì triệu hồi nè. Nhờ khám phá ra cái vùng này mình mới biết có thêm một cái loài quái vật triệu hồi ra cây ăn thịt người mới á. Mình cứ tưởng trong đây chỉ có cây ăn thịt người thôi. Ai dè lại có phiên bản thứ hai của cây ăn thịt người nữa. Đằng này là cái gì đây? What the hell? Nó đang nhốt con gì trong kia vậy? Ui, nó nhốt ai trong đây vậy? Ui ui ui. Cái cánh đồng cỏ này nhiều cỏ quá, không có thấy đường gì luôn á. Ui trời trời trời, nó bắn lên như mưa luôn kìa. Mưa tên đang tập trung vô mình. Thôi bỏ đi ha. Ê, nhưng mà cái rương này không bỏ được. Cái rương này không bỏ được. Không có đồ xịt. Ồ, có vàng lâm lâm. Ui, đằng đây còn có cá sấu nữa kìa. Sao hôm nay mình gặp nhiều loài mới vậy? Có con cá sấu kìa, sao nó không ăn thịt mấy tên cướp dân làng ta? Lạ thiệt đó. Quá là nhiều thứ mới trong một ngày luôn. Đây là còn có chỗ gì nữa đây? Để mình vô thử. À có xương, có xương. Xương hả xương? Dơm bài. Dơm bài hả dơm bài? Ô, hung dữ hả? Để mình coi trong đây nó có đồ không á. À, trong đây chỉ là một cái chỗ để nó trồng lúa thôi. Lạ thiệt. Mình biết tại sao hôm nay quái nhiều rồi. Chắc là tại còn đang trong đêm trăng máu ấy. Nên quái nó xuất hiện khá là dày đặc ha. Cũng hạn chế cà khịa với bọn chúng để tránh hư giáp ngoài ý muốn, cũng như là hư khiên các thứ. Nói chung tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm thôi. Mình lại gặp thêm một cái nhà nữa nè. Nhưng mà cái nhà này có vẻ là nó đang trong cái quá trình thi công hay sao á. Ở đây còn dàn giáo các thứ nè. Trong đây thì chưa có. Ui, con nào cắn mình á. Nhọn nhọn ha. Ồ, nhà cửa xây các thứ mà chưa xong nè. Tiếc thế nhờ. Ông có chủ nhà ở đây rồi. Hết hồn tiếng đâu ai vô thế giới của mình xây nhà các thứ chứ. Rồi cạnh đây còn có một cái chỗ cho mình đồ nữa nè. Nhìn sơ qua là thấy cái rương rồi đó. Mới vô là thấy cái rương rồi, thấy khoái khoái rồi. Ồ, đừng có láo tét nha chưa. Láo tét. Láo là cho hấp cháo. Láo là cho hấp cháo hết. Bây giờ kiếm mình đánh nhanh là mình không có sợ mấy con này nữa. Quýnh lịa nó luôn. Rồi, bye bye. Không chơi với nó nữa đâu. Lấy đồ xong chuồn mà. Tiêu chí hàng đầu, lấy đồ xong chuồn. Và từ lúc mà mình gặp cái đảo núm cuối cùng tới giờ là mình không gặp thêm cái nào luôn. Buồn ghê chứ. Ở đây cái chỗ to to này đừng tưởng nó to mà khoái nha. Cái ngôi đền này á là ngôi đền vàng. Lý do mình gọi nó là ngôi đền vàng tại vì nó toàn là cho đồ vàng thôi mà nó từng khám phá rồi. Đó. Nguyên một cái rương to đùng mà toàn là cho là vàng là nhiều thôi. Làm spawn thế nè. Đấy thấy chưa. Vàng. Vàng đầy ắp luôn á. Mấy tầng dưới thì đồ nó cũng giống như vậy à. Nó không có khá hơn là bao á. Mà thôi kệ đi. Giờ mình chế tạo táo vàng nhiều quá nên đôi lúc cũng thiếu vàng. Đây là nguồn cung cấp vàng vào ri á. Nên cứ tiện đường thì nhét vô ba lô thôi. Có gì đâu mà ngại. Đây. Sao cũng được mớ chứ. Ngoài ra thì dưới này nó còn có lòng spawn nè. Đập luôn. Có rương không? Ôi thôi thôi. Mình không có muốn mất nhiều thời gian với cái ngôi đền này đâu. Mình còn phải bận đi tìm cái con Mungus nữa. Hôm nay mình không tìm được không đi về. Hơi quạo rồi đó. Đây rồi, đây rồi. Hình như mình tìm chính xác là em Mungus. Ui trời trời trời, có cái mắt này nhìn mình kìa. Nhìn nó ghê nhá. Và để bắt được cái em Mungus này á, thì mình bắt buộc phải làm một cái lồng ha. Để mình cho em ấy vào bên trong. Công thức thì khá là đơn giản luôn. Để mình lấy dao chút sắt ra đó. Mình phải có những cái hàng rào sắt trước. Bên cạnh đó thì mình cần phải có gỗ nữa. Đừng có biến mất nha.
qua đây mình đào gỗ cái đó. Lâm lễ. Mình cần rất là gấp luôn. Đổi gỗ ra ván, ván lỗi ra slab. Xong đặt ở dưới, đặt sắt vô phía trên. Vậy là được một cái lồng rồi. Yes. Bắt thôi. Ở đây có hai em lần hả? Help me. Bắt luôn hai em, lâu mới gặp mà. Bắt được hai em thì bắt hết. Đừng có chạy, hồi nãy mình thấy một em định chạy đó mà ai cho. Chạy đi đâu, đâu rồi, chạy á. Chạy với anh nè, bắt được một em. Em này đừng hòng mà đánh bài chuồng. Chuồng thế nào mà được. Yes. Trên tay mình là hai em măng gớt khác nhau nè. Vô rõ người nhé cưng. Cuối cùng thì mình đã tìm được cái em này rồi. Và bây giờ thì sau khi đã có được Mungus thì chắc mình sẽ về nhà thôi. Nhưng mà ngoài Mungus ra thì Mungus á phải có thêm một chút gia vị nữa thì mới chế biến được. Nói vậy cho nó ngầu thôi chứ thật ra mình đang cần những cái nấm kỳ dị này nè. Theo như mình biết là vậy ha. Đó mình sẽ hái một vài cái nấm kỳ dị mang về. Nhưng mà hai cái thì hơi ít. Mình cần nhiều hơn hai. Nấm đỏ thẫm lụm luôn. Không biết có dùng được hay không mà lụm đại đi. Đây rồi. Ba nấm kỳ dị rồi nè. Mình sẽ lụm khoảng 5-6 cái bông. Ôi, nấm kỳ dị đi ha. Cho chắc. Ví dụ thiếu thì chịu khó hái thêm thôi chứ biết sao giờ. Còn cái nấm kỳ dị nào ở đây không? Có vẻ nấm kỳ dị hơi khó tìm nha. Ui, má ơi. Cái gì vậy? Màn đét ơi, đụng vô cái cây này cái nó nổ. Đó. Hú hồn. Yếu tim chắc có ngại đứng tim. Ngủm của tội quá. Thiệt luôn á, hết chuyện giỡn. Kiểu gì không vui tí nào hết. Ở đây có anh Bitlin. Fergus Bitlin. À, cái này là Mungus chứ không phải Fergus hả? Tưởng đâu em này tên Fergus chứ. Rồi, đây là Mungus. À, hình như Fergus Bitlin cũng đổi được hay sao á, để mình thử nha. Kìa. Cho nên rít, cho nên rai. Dục. Dục ra. Ui. Có đổi khối vàng không? Có, trời, nguyên khối vàng luôn. Trời không? Ừ, khối vàng đổi luôn kìa. Đồ xịn. Ê vô, bếp nhau à? Trả có vàng. Không trả ha. Đợi đấy, không cho đồ ngon là tới công chuyện. Rồi thôi xong rồi. Ê, sao? Móc kiếm ra làm gì? Lụm lại khối vàng. Ngon. Cho mình thuốc gì á? Không có hiểu. Thanh niên này giống như thanh niên này đi lừa bịp đi ta. Hơi bị nóng á. Đổi hai anh luôn coi. Ồ, sáng quá, là thành tựu gì á? Đánh lạc hước Bích Linh bằng vàng. À. À, tức là mình giữ Bích Linh bằng vàng là được cái thành tựu ha. Ok, để mình đổi thêm một lần cuối nè. Không cho đồ ngon là tới công chuyện mình. Cho mình cục gì á? Atrax gì đó. Làm được lửa trại hả? Ui dồi ôi. Mấy cái anh này bán đồ tầm bậy không mà. Không có cần gì chân á. Sau khi đã có đầy đủ tất cả những thứ mình cần thì mình sẽ trở lại cái phòng thí nghiệm của mình ha. Mình sẽ đi vô trong. Và đây, nghe tiếng vò ve không? Đó chính là tiếng con muỗi đó. Con muỗi này hơi bị khó bắt luôn. Và mình sẽ thả một cái em Mungus vô trong này. Thả ra. Sau đó cho em này ăn nấm kỳ vậy. Đấy, gắn đầy luôn. Giờ thì cứ chờ đợi thôi. Hy vọng là con muỗi sẽ chích cái em Mungus này. Sau đó sẽ có điều bất ngờ đó. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để cho cái thí nghiệm này nó diễn ra ha. Mong rằng nó sẽ sớm diễn ra để mình còn có thể quan sát nữa. Công việc cuối cùng là chờ đợi thôi á.
Đây rồi, đây rồi. Thí nghiệm mình đã thành công rồi. Sau khi con muỗi ăn thịt cái em Mungus, ôi ôi ôi, thì đã biến thành một cái con boss muỗi rồi nè. Nhưng mà cái vấn đề là em boss muỗi này đang bị mắc kẹt ở trong cái đống đá. Để mình giải thoát cho em boss muỗi này ra. Quánh nhau với hai người đàn ông nè. Mình rất là muốn test thử với sức mạnh của set giáp Phantom và thanh kiếm Knight thì mình có thể đánh bại được cái con boss muỗi sau khi thí nghiệm không? Đó đó, nó hung chưa? Muỗi gì mà hung hăng ghê thiệt. Giải thoát cho ngươi mà ngươi quýnh tay đó. Chết tà ký. Tà ký đầu ngươi quá. Ui ui, nó ẩm lên kìa. Hung dữ hả muỗi? Đánh gì nó không công bằng gì hết á. Để mình hồi phục lại ra. Mình muốn trận đấu công bằng với lại mình sau khi thí nghiệm, mình muốn coi tốc độ. Tốc độ của con boss muỗi này như thế nào. Ui, kìa nó ký đầu mình rất là đau nha. Ao, nó còn ẩm lên nữa. Nó hút máu. Ui ui, nó hút máu. Ui ui, hút máu. Hút máu. Người hút máu thì ta hồi máu. Vô vô vô, nó biết hút máu nha. Hút máu à? Kìa nó bay. Ui nó phun cái gì cơ? Phun. Yes. Mình đã tiêu diệt được cái con boss được tạo ra từ cái thí nghiệm ha. Nói chung thì con boss mũi này nếu mà mình không có giáp mạnh và lượng máu nhất định thì nó hút cạn máu là chết chắc đó. Nó hút máu được. À, đồng thời nó rơi ra những cái vật phẩm này, mình có thể làm được súng luôn. Wow, súng mũi. Những cái túi nữa nè. Oh, ok. Thí nghiệm này tuy thành công đó, nhưng mà đánh đổi lại thì mình cũng thấy hơi tiếc. Tại vì dù sao nó cũng là con vật được tạo ra từ thí nghiệm của mình mà. Và ở trong nhà thì chắc mình sẽ để một em Mungus ở đây. Không biết là có nên thả em này ra hay không nữa. Tại vì mình sợ thả ra đi lông nhông rồi chết á. Thôi mình để em Mungus ở trong góc này đi ha. Dù sao thì em ấy cũng an toàn ở bên trong mà. Có cái nấm ở trên đầu dễ thương ghê luôn. Bây giờ còn một chút thời gian, hay là mình đi kiếm con boss bên thế giới hoàng hôn mình cà khẻ nha. Ừ, ở đây mình còn có thành tựu chưa nhận đồ nè. Ok, mình ra cánh rừng hoàng hôn mình cà khẻ tiếp con nào vậy ta? Chiến binh hai sừng được, cũng tên cờ nai đúng không? Đợi mình xíu, mình xách một cái trophy, mình qua thế giới cánh rừng hoàng hôn mình tìm cái thanh niên cờ nai đó mình cà khẻ mới được. Mỗi ngày cà khẻ là một niềm vui mà. Ơi, vừa qua tới luôn nè. Thời tới cản đâu có kịp đâu. Rồi cái chỗ đặt cái trophy đâu rồi ta? Nó sẽ có một cái chỗ để cho mình đặt cái trophy xuống. Có vẻ là không phải ở đây rồi. Đây, nó ngay đây nè. Yes. Đặt trophy ẩm bò lên. Mở được phong ấn, lượm luôn cái này luôn. Đấy, quá lời. Ôi, lượm chưa ta? À đây, nó gót xuống đây à. Xong. Giờ bây giờ mình sẽ đi tìm cái lăng mộ của những cái chiến binh ha. Công việc của mình khá là rắc rối đây. Tại vì đây là một cái dạng mê cung rất là to ở dưới lòng đất luôn, nên sẽ mất khá là nhiều thời gian của mình đấy. Rồi, và đây là những cái con mà xuất hiện ở trong cái khu vực này. Nói chung thì nó cũng khá là yếu ha. Rồi, có rương luôn, test thử. Cắn lén. Sức mạnh của giáp gai xịn thiệt. Nó tự đánh mình mà nó mất nửa máu. Sợ thiệt. Giáp gai cũng khá là tốt đấy chứ. Đó rồi, rương thì cũng không có độ xịn lắm. Rồi, giờ thì để mình đi tìm một tí nha. A few moments later. Sắc bén sắp cấp độ 4 luôn chứ. Nãy giờ loot đúng cái đó là có nhiều đồ thôi. Và đây chính là chiến binh mà được. Cái này là hai con khác nhau nha. Mình sẽ đánh con trên. Đánh con trên nó trúng cái giáp rồi. Đánh con dưới đi. Đấy. Đánh con dưới thì còn con ở trên thì nó di chuyển rất là ngộ. Kiểu như hai con nó lùn á, nên nó ghép lại với nhau để cho nó cao hơn và nó muốn cà khịa mình. Đấy là con này cầm chùy nữa nè. Đưa cái chùy đây. Không có rớt cái chùy nó xuống. Đây con nó nè. Ôi, hình như tới rồi. Đây, cuối cùng cũng tới rồi. Yes. Hơi tốn thời gian một xíu. Và đây rồi. Đây như là lăng mộ của những chiến binh ha. Chiến binh nè, chuẩn bị tấn công rồi đó. Đó, trời, liên hoàn cuốc vô mỏ mình coi. Trời nè, một chiến binh.
chiến binh thứ hai. Chuẩn bị chiến binh thứ hai xong phên. Giờ tới chiến binh thứ ba. Và trong đây có tổng cộng là cỡ 6 chiến binh ha. Mình đã tiêu diệt được 4 chiến binh rồi. Ui đánh cũng rất là đầu nha, đánh xuyên giáp đấy. Chiến binh cuối cùng. Ui chiến binh cuối cùng bự vậy. Bự nhưng mà cũng không phải là vấn đề. Và cuối cùng mình cũng đã đánh bại được 6 chiến binh trong cái ngôi mộ này. Đồng thời nó sẽ cho mình một cái trophy nè. Áo giáp của chiến binh, nón, kiếm, rêu. Đấy là những thứ mà trong cái khu vực này nó cho mình ha. Đó, vậy là xong rồi. Và trên đây chắc tại là mình không có đi theo thứ tự á nên nó không cho mình nhận thưởng rồi. Thôi kệ sao, mình có phần thưởng từ cái con boss cũng ok rồi. Tại vì mỗi ngày cà khịa là một niềm vui mà. Tóm lại, trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì khá là may mắn khi mà cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được cái em Mungus để mang về và làm cái thí nghiệm tạo ra con boss mũi ha. Và nếu như mình không có giáp mạnh và kiếm mạnh thì khả năng cao là hồi nãy con boss mũi nó đã hút cạn máu mình và mình đã hy sinh mất rồi. Nhưng mà may quá điều đó không có xảy ra ha. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tiếp tục may mắn trong việc tìm kiếm những cái thứ mà mình muốn dễ dàng giống như vậy ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.